Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Bi của em nhá. Hôm nay em lên thanh lý cho các bác mà em họa bi là em này là bị lỗi lộn các bác nhá. Đấy, chim thuần rất là thuần các bác nhá, chim này phải thuần 95% rồi. Nếu mà căng lên em này là sách lồng vẫn hot các bác nhá. Móng bộ đẹp các bác nhá, mỗi cái là lông nó hơi sơ sát tí bởi vì là chủ người ta nuôi người ta ít cho tắm các bác nhá. Ít cho tắm nên là chim về đến nhà thì em cũng quay luôn cho anh em. Các bác có thể xem bóng bộ em nói nhá. Nói chung là em này thì nếu mà được tắm rửa sạch sẽ thì cũng không đến nỗi đâu các bạn. Cũng là khá là đẹp, khá là ok đấy ạ. Nhưng mà thôi thì con chim nó như vậy thì anh em về anh em chăm sóc nhá con nhá. Bác nào mà chưa có chim mà muốn có em họa mi nghe hot thả vi thì có thể là liên hệ với em nhá. Một em họa mi thuần đẹp. Mỗi cái là bị ấy thôi, bị lỗi bật tôm thôi các bác nhá. Lộn ấy. Đấy, bây giờ em sẽ quay sát đầu mặt cho các bác xem nhá. Mặt rất là đẹp các bác nhá. Đấy, các bác thấy đầu mặt đẹp không? Đầu mặt rất là đẹp các bác nhá. Đấy, nghe tiếng chim nhà đấu bắt đầu là gật gù múa lân hót rồi. Đấy, các bác thấy chưa? Bây giờ em quay chân này. Lông này thì các bác cho tắm vài hôm là nó hết rồi các bác nhé. Với cái lông đuôi à. Tiện quay luôn mặt bên này. Nói chung là họa nét đều lắm các bác. Đấy. Chân đây. Những con chim như này gần như anh em mà chăm tốt thì không cần mái đâu các bạn. Bởi vì nó cũng tuổi lồng rồi. Em để cho nó hot nhá, mời các bác lắng nghe nhá. Càng hot nó càng căng các bạn. Thank you.
Thank you.
họ rất là tốt. Thôi các bác em dừng clip nhá. Xin chào tất cả các bác.